Logi Master thật sự là một cái phiên bản quá đẹp và sắc sảo các bạn. Một cái phiên bản mà dành cho những cái chiếc đồng hồ thật sự là chuẩn mực, đẹp, tinh tế, đẹp từ thương hiệu đến độ hoàn thiện, đến máy móc, thật là tuyệt vời. Đó, các bác đang có nhu cầu tìm một cái chiếc đồng hồ trong tầm giá dưới 40 triệu thì Longines bao giờ cũng là cái sự lựa chọn được ưu tiên. Không phải tự nhiên mà Longines Master lại bán chạy đến vậy. Longines là cái thương hiệu mà lúc nào cũng có mặt trong top 10 những chiếc đồng hồ, những hãng đồng hồ có doanh thu lớn nhất tại Thụy Sĩ. Và Longines Master thì phải chiếm đến khoảng 1/3 trong số đó. Đó cũng cho thấy cái sự ưu ái của cái thương hiệu này dành cho dòng sản phẩm Master của mình. Một cái dòng sản phẩm chủ lực, không phải là một cái dòng sản phẩm cao cấp nhất nhưng lại được nhiều giới mộ điệu cũng như là người sử dụng tìm mua và đánh giá cao nhất các bác nhé. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc Longines Master Blue có đường kính bề mặt là 38,5mm, phù hợp cho các bác có cổ tay trung bình hoặc cổ tay nhỏ đang tìm một chiếc đồng hồ đa dụng theo phong cách thiên hướng sang trọng, thì đấy chắc chắn là một chiếc đồng hồ tuyệt vời. Một chiếc đồng hồ cơ tự động trang bị đầy đủ tính năng len cót tự động, len cót bằng tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Cảm giác len cót tay chiếc này rất tuyệt, nó nhẹ nhàng, êm ái, vận hành cực kỳ chuẩn chỉ và chính xác. Đó là đến từ cái bộ máy rất cao cấp của chiếc Longines này. Chiếc này chúng ta đã sở hữu mặt màu xanh blue, một màu xanh deep blue, màu xanh tối một chút nhưng có trải tia sunburst tạo ra hiệu ứng rất đẹp mắt khi mà các bác sử dụng dưới ánh sáng, và đồng thời nó tạo nền cho những cái chi tiết được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao trên bề mặt đầu tỏa sáng, như là bộ kim lá được hoàn thiện với cả tiêu chuẩn rất là cao, cùng với đó là cái tỷ lệ vàng so với mặt đầu làm cho chiếc đồng hồ này tạo cảm giác cân đối và chuẩn mực. 12 cọc số vạch, cọc số index ấy, cũng được hoàn thiện từ thép không gỉ, sau đó đánh bóng với độ hoàn thiện rất cao và tinh tế các bác nhá, mang lại hiệu ứng bắt sáng cực tốt và tạo ra cái độ sâu, độ sắc nét cho mặt đầu đồng hồ. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có tên của thương hiệu và logo của thương hiệu. Góc 6 giờ sẽ là dòng chữ bộ máy automatic, ô lịch lộc ở góc 6 giờ và chữ switch made. Phía ngoài cùng sẽ là vòng outring, và các bác có thể thấy này, cái hiệu ứng màu xanh nó sẽ tỏa từ phía trong ra ngoài và cảm giác ra càng ra ngoài thì nó lại càng đen hơn. Đó, nó cho một hiệu ứng rất là đẹp, và đeo chiếc này trên tay dưới từng góc nhìn khác nhau các bác có thể tạo ra những cái hiệu ứng màu sắc ở lấp lánh khác nhau. Đó là do lý do làm cho chiếc đồng hồ này đeo rất là lâu chán. Bảo vệ cho bề mặt đeo của chúng ta sẽ là một lớp kính sa phiêu nguyên khối có phủ chống lóa các bác nhé, rất trong trẻo và rất cứng để bảo vệ cho cái mặt đeo được hoàn thiện với độ hoàn thiện sắc nét như này. Nói về bộ máy của chiếc này thì phải nói thật sự là một bộ máy mà Longines đã ưu ái cho dòng sản phẩm Master. Bộ máy caliber L888.2 mới nhất đến từ thương hiệu này được nhà sản xuất ETA sản xuất riêng cho dòng Longines Master và các dòng đồng hồ đời mới của Longines, mang lại khả năng tích cót đến 65 giờ, hoạt động tần số độ là 25.500 VPH và trang bị rất là nhiều tính năng như là chống sốc, chống nhiễm từ mới. Đồng thời chúng ta sẽ có tên đầy đủ và chuyện của nhà sản xuất ETA góc 12 giờ. Phía dưới sẽ là Balance Spring, là bộ cân bằng đây, đang hoạt động liên hồi. Trên quả văng chúng có tên của bộ máy sử dụng 21 chân kính. Các cái thân máy, thớ máy được hoàn thiện từ chất thép tốt và được tạo hình đánh vân rất đẹp mắt, từ vân circular, vân Geneva, đỉnh cao của tinh xảo. Trên nắp đáy chúng ta sẽ có tên của thương hiệu The Longines Master Collection, mã serie của sản phẩm, chống nước ở 33 và sẽ sử dụng kính sapphire cùng với mã của sản phẩm ở đây. Chiếc này sẽ là một chiếc đồng hồ siêu lướt, tình trạng rất đẹp đến 98-99%, mang trong mình bộ máy mới nhất mà em mang về đây để giới thiệu và cùng với các bác trải nghiệm. Phải nói là đeo lên tay nó có cái cảm giác chắc chắn của chất thép của bộ máy, độ mỏng rất tuyệt vời. Độ mỏng chiếc này chỉ khoảng 9,2mm thôi, fit cùng những trang phục công sở thanh lịch hay những trang phục thường ngày đều rất là phù hợp, trẻ trung, khỏe khoắn và sang trọng. Đó, bộ máy của chiếc này thì không cần bàn tới rồi, quá nhiều ưu điểm. Chiếc này thì hãng bán mới mức giá đâu đó khoảng 60 triệu, nhưng bên em đang có một chiếc qua sử dụng lướt đẹp như này, đầy đủ phụ kiện để các bác có thể chơi và trải nghiệm một chiếc Longines chính hãng qua sử dụng lướt, tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Chiếc này đang giao lưu mức giá là 35 triệu, rất đẹp và tuyệt vời đấy. Các bác quan tâm những cái sản phẩm này hay bất cứ cái sản phẩm nào đến từ kênh Siwat Authentic, hãy liên hệ với em Long Trang với số điện thoại Zalo là 0973
0983 816 172 hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại số 7 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của C1 Authentic.